chỗ này nguy hiểm quá. Đây bắt xe tải. Dến dến dến, xe tải ta hôm nay sẽ chở thật là nhiều cát đến các công trình. Ấy, ui dồi ôi, càng nguy hiểm càng khó khăn ta càng thích. Ui, cái bờ vực này khó đi quá. Cứu tôi với, có ai không cứu tôi với, tôi bị ngã xuống dưới vực rồi. Hôm nay xe tải ta sẽ chở thật nhiều cát đá đến công trình. Bạn xe tải màu vàng chạy trước mình rồi, mình phải chạy nhanh để đuổi theo bạn ấy. Ui, chờ tôi với bạn xe tải ơi. Chỗ này nguy hiểm quá. Bạn xe tải. Oh my god. Ôi, có ai không cứu chúng tôi với, bạn xe tải màu vàng với tôi bị ngã xuống vực rồi. Ui chà, không biết hôm nay là cái ngày gì mà bao nhiêu xe bị gặp nạn thế này, rơi xuống hố như thế này. Cần chúng ta phải ra tay cứu giúp bạn xe chở thú này mới được. Ây dồi, lên nào. Ui chà, nặng quá. Bạn xe cần trục ơi, bạn xe cần cầu ơi, cứu với, hai bạn xe tải bị rơi xuống vực rồi. Tôi biết rồi, nhưng mà tôi còn đang bận cứu bạn xe chở thú như thế này. Các cậu ra trước đi, cứu đi, nhanh lên. Ôi, hai bạn xe tải ngã xuống vực sâu quá. Thôi được rồi, để chúng tôi thử ra tay cứu các bạn xem nào. Ây dô, không thể kéo lên nổi, bạn nặng quá. Để tôi cứu bạn xe màu xanh. Ây dô, các bạn xe tải chứa bao nhiêu thù cát là cát ở trong thùng Ben, mình không thể kéo lên nổi các bạn ạ. Có ai không cứu chúng tôi với? Có chuyện gì xảy ra vậy? Ui giời ơi, hai bạn máy xúc đã bị rơi xuống dưới vực rồi. Hai bạn máy xúc nhỏ này chắc là không đủ sức để kéo bạn máy xúc này, hai bạn xe tải lên đây. Không sao, để tôi có cái gầu cực kỳ mạnh. Nào các bạn, hãy bám chặt vào tôi nào. Đấy, các bạn bám chắc vào nhá, máy xúc tôi sẽ dùng hết công lực của cái cần múc để kéo các bạn lên. Ôi, cố lên, sắp lên được rồi, cố lên các bạn, vô bám chắc vào. Lên rồi. Ôi, hai bạn nặng quá. Tôi mới cứu được bạn xe tải xanh lên. Được rồi, để tôi tiếp tục cứu bạn xe tải vàng. Bạn xe tải vàng ơi, bạn bám chắc vào sợi dây nhá, tôi kéo đây này. Lên nào. Yeah. Cứu được hai bạn xe tải rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, các bạn xe tải lần sau đi ở khu vực giáp ven sông như này, các bạn nhớ là đi cẩn thận vào nhá, đừng đi sát ra mép nhá, không là lại bị đổ đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video của anh TPR đồ chơi nhá. Các em nhớ like video và đăng ký kênh nhá, để xem những video mới nhất của anh nhá. Bây giờ thì chúc các em có một ngày thật là vui vẻ này, mạnh khỏe này. Bye bye.